À làm gì vậy? Chắc dặn lung lơ rồi, nó không nói Lung được. lơ cái gì rồi? Coi coi lung lơ đi, để ấy nhổ cho nó mẹ ơi. Eo à. Coi lung lơ khó ăn lắm. Có lung lơ lung không chị lơ, Kiều? lung lơ đi lại thằng ấy nhổ cho nó. Đúng rồi, chụp chặt đây. Hàng Trời chi? ơi, Sùng chặt hả? Khó ăn. Hoạt độ con hàng chi lấy cái tay biết rồi hả chị Ăn Kiều? thôi mà đi nhổ cho nó. Kênh Hậu Giang quê tôi xin kính chào quý cô chú anh chị. Hậu Giang chào bà con gần xa. Thưa bà con, hôm nay là ngày 14 tháng 1 2024, thì cũng như mọi khi Hậu Giang và các anh em đến đây cập nhật sức khỏe nghệ sĩ Ngân Phúc để gửi đến quý cô chú anh chị bà con gần xa xem qua màn ảnh nhỏ. Bây giờ thì Hậu Giang mời quý cô chú anh chị bà con cùng vô nhà của mẹ anh Ngân Phúc. Cũng Hậu Giang qua cũng trễ, bà con cũng gần tới giờ cho anh ăn rồi, thì chút xíu nữa cho anh Ngân Phúc ăn xong thì Hậu Giang sẽ qua bên ngôi nhà đang cắt của nghệ sĩ Ngân Phúc. Nghe đâu hôm nay là buổi chiều á, lợp ton đó bà con. Hậu Giang mời quý chú anh chị bà con. Hôm nay Hậu Giang qua cũng là đem một cái hộp thuốc viên mà hộp lớn đó bà con, của ngải đen ngải chống độc Cao Trung Sơn đó, để gửi cho cô chú ba mẹ của nghệ sĩ Ngân Phúc để tội nghiệp cô chú. Cô chú là muốn uống mà cũng không có tiền mua bà con, cho nên Hậu Giang gửi cái hộp viên lớn gì để cho cô chú sử dụng cho lâu á bà con. Ơi, hello chị Kiều. Hello bé Heo. Không chào ai hết trơn gì? Con chào ông bà cô chú. Con đang làm gì vậy? Con đang đứt. Cô. Trời ơi. Trời ơi. Cái chuyện phút bữa nay. Trời ơi. Sao mà gì nè? Heo. Hả? Heo buộc nè. Con. Ờ đẹp mà. Heo không? Heo con buộc nào vậy Heo? Con buộc hồi nãy á. Ôi ơi, mấy heo nó làm cái gì mà nó cột tùm lum hết trơn vậy nè? Cái lần sau nữa. Hả? Cái lần sau. Trời ơi, cột sao nữa hả? Ôi, mấy heo có thẩm mỹ quá nè. Buộc lên đẹp trai liền ha. Đẹp. Đó, giờ qua đây xây đang ăn nữa nè. Đó. Buộc cho mát. Buộc cho mát hả? Tóc con xíu buộc mát. Phải không? Mát không? Nói nghe cái bé Heo buộc anh mát không? Mát không? Mát không? Trời mát ơi! Hả? Lạnh lạnh nhắn mặt kìa kìa. Đây kẹp lên cái nữa. Rồi. Quá rồi. Cười. Quá rồi, bữa nay cháu nó làm gì mà ngộ quá trời không biết nữa. Làm cái đầu. Hài gì đâu á. Ui ngon lành tơi. Bữa nay biết giỡn dữ lắm rồi. Hả? Bữa nay biết giỡn lắm. Ôi mừng quá. Nãy em giỡn nắm đầu nắm cổ em. Vậy đó hả? Là bỏ cắn ra cái dạ. Đầu. Nắm đầu lấy tay. Thổi 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 ra vậy đó. Ôi mừng quá ha chị Kiều. Sáu phần nắm đầu con vậy á. Tao chữ nó cười quá. Nghe là bỏ cắn nắm đầu nghe gịch quá trời. Trời ơi mỗi ngày mà ảnh cải thiện sức khỏe tốt gì bà con xa gần bà con mừng lắm chị. Mừng lắm. Bà con tội nghiệp bà con xa gần bà con lúc nào cũng gì. Bà con là luôn cầu chúc cho anh Phúc sớm phục hồi lại sức khỏe như xưa rồi nói chuyện đồ được. Để em gửi cho cô hộp thuốc coi. Cái hộp thuốc mày coi nè. Tao uống có 3 viên mà ổng uống sao rồi ổng đưa tao có 4 viên cái tao còn viên nè. Hết rồi hả? Hết rồi mà cô uống 3 là 3 à. Tại vì cô bị tim cô cũng không nên uống nhiều. Vậy mà em nói hả? Còn có 1 viên thì uống luôn đi không chịu. Không. 3 viên là 3 viên. 3 viên không, uống 3 viên mới được. Rồi. Con gửi cho cô chú một hộp viên lớn nè. Ôi cảm ơn con đó. Dạ. Uống nhờ đây. Không à, Hậu Giang nhờ cái này mới hết nè. Dạ. Hậu Giang muốn chia sẻ thêm nha bà con, cái công dụng của ngải đen ngải chống độc của Cao Trung Sơn này nè là hỗ trợ điều trị viêm ngứa, đau nhức xương khớp, tê bì chân tay, thoái hóa, ung bú, viêm son, bệnh chỉ, bệnh gút, thần kinh tọa, mất ngủ, tiểu đêm, bao tử rất là hay nha bà con, và ngăn ngừa di căn tế bào ung thư. Này hết rồi nè. Dạ. Trời trời nổi một chừng bằng cẳng cái tinh này mổ. Ủa hả cô? Đây nè mày mà gờ cái. Nó còn có chút xíu à. Ừ uống cái này nè. Thôi mà nó lặn vô trong luôn rồi mà ở ngoài nhìn không thấy luôn cô ơi. Không thấy luôn nó đâu mất tiêu ên á. Thôi mừng quá trời. Nó teo lại. Dạ. Tính đi mổ đó nó teo lại đó.
uống nãy teo nè. Bao tử cô tới giờ ổn luôn chưa? Ổn rồi. Dạ cô uống 3 viên thôi tại vì cô bị tim đó. Ừ nè, 4 viên mà còn chưa viên đó. 3 là 3 chứ không uống 4. 3 là 3. Ổng kêu uống không hên, Kiều kêu uống hết hồng, tao uống 3 là 3. Chứ không uống 4. Dạ. Sợ giật á. Dạ đúng rồi. Không bao giờ đâu có giật nữa cô, chú uống lâu rồi mà. Giật rồi mẹ, để cái đèn để vô. Sợ. Để đại đó đi cô. Để không đủ liều và lượng của ta. Đủ liều lượng 3 là 3. Để nó lọt mắt. Uống luôn đi không chịu. Để ăn lát nữa bỏ. Hậu Hậu Giang cũng dặn chú luôn là chú cứ uống 5 viên đi nghe, chú đừng có hà tiện nữa. Ổng uống 5 viên. Lúc đầu thì mới thì 3 viên nghe bà con. Bị ổng mạnh hơn. Sáng 3 chiều 3 rồi 10 ngày mới tăng liều lên là sáng 5 chiều 5. Còn bột thì bà con uống sáng nửa muỗng, chiều nửa muỗng sau bữa ăn. Rồi uống đúng 10 ngày mới tăng lên sáng 1 muỗng, chiều 1 muỗng. Biết gì không? Giòn dữ cái trời, muỗng muỗng. Và bà con mình, bà con lưu ý nè, Hậu Giang muốn chia sẻ thêm nhiều khi bà con mình quên. Là bà con mình lưu ý là uống ít nhất là 1 ngày 2 lít nước nha bà con. Tại vì khi mà cái thuốc ngải đa ngại chống độc của Cao Trung Sơn này á, nó lưu dẫn giờ trong cơ thể của bà con mình á, thì nó làm cho mình đầu tiên là nóng trong người nè, nóng lên nè. Rồi là cái chỗ đau nhức, bà con sẽ bị đau nhức thêm. Nhưng bà con mình mừng nha. Bà con mình mừng tại vì đó là nó thuốc nó đã lưu dẫn vào trong cơ thể mình được rồi đó. Nó bà con cứ uống nước đi rồi nó thải độc nhanh, bà con sẽ mau khỏe. Còn ví dụ như bà con bị bao tử thì nó xót xa, nó cồn cào trong đó. Tại vì đây là thành phần thuốc nam cho nên bà con mình không sợ bất cứ một cái tác dụng phụ nào hết nha bà con. Bao tử hay lắm. Dạ, ngải đen là ngải chống độc thì cũng như họ gừng, họ nghệ gì đó quý cô chú anh chị. Nó có hai loại nó kết hợp lại thôi. Bà con mà có chia sẻ của Hậu Giang thì trên cái nắp hộp thuốc có logo màu xanh Hậu Giang quê tôi kết nối thiện nguyện nè quý cô chú anh chị. Lúc nào bà con mình quên sử dụng á, thì bà con điện cho Hậu Giang. Bất cứ lúc nào rồi bên phía Hậu Giang sẽ hỗ trợ cho bà con mình sử dụng cho đúng cách. Có nhiều bà con nói sao mà điện không có gặp Hậu Giang mà gặp vợ Hậu Giang với nhân viên Hậu Giang không à. Thưa bà con, tại vì Hậu Giang đi suốt à. Cho nên là để cho vợ Hậu Giang ở nhà hoặc là nhân viên của Hậu Giang sẽ tư vấn cho bà con mình. Gần tới giờ ăn chưa chị Kiều? À làm gì vậy? Chắc dặn lung lời đó không nói. Lung lời cái gì rồi? Coi lung lơ đi để ấy nhổ cho nó mẹ ơi. Kéo à. Coi lung lơ khó ăn lắm. Rồi đi thôi đi đẩy ra ngoài ăn cơm. Ngoài ăn cơm. Ăn cơm chưa thôi. Giờ cái có lung lơ không chị Kiều? Lung lơ đi để thằng ấy nhổ cho nó. Đúng rồi, chụp chạch đây. Hàng chi? Chụp chạch hả? Khó ăn. Phạt độ con hàng chi lấy cái tay biết rồi hả chị Kiều? Ăn cơm mà đi nhổ cho nó đi. Ôi ôi vậy mừng quá à. Nhổ 50 ngàn bạc hả? Cái găng lung lơ lấy cái tay khều khều qua. Ê, chị Kiều cái giỏ. Cái giỏ. Nhổ không, để mình thử cho nó biết giỏ. Giỏ lên Phúc. Giỏ lên. Đâu rồi, giỏ không? Giỏ có một cái à. Bây giờ giỏ hai cái giỏ lên nè bà con thấy không? Nè. Cái này bị thương nè. Cái đó là tự gác. Tự gác lên còn cái giỏ này nhóng lên. Đó, đó. Nhóng lên ta đi nè. Đó. Ôi mừng quá. Rồi ngồi lên ăn đi. Bữa nay tự ăn lên luôn nha. Bữa nay mình lót cái nó cái lên đây nè. Đúng rồi, y gan bữa hổm vậy đó. Bữa hổm cây ai lại hiến kế hay quá ta. Ba. Ông ba. À chú hả? Dạ. Ba kêu lót cái miếng lên đây. Dạ đúng rồi. Hoặc đâu con? Ngồi cao lên đặng ăn. Hồi ơi bữa nay nghệ sĩ Ngân Phúc bữa nay rất lạ nha bà con. Lạ mà đẹp thấy cưng lắm. Bữa nay cái găng lung lai biết lấy cái tay đẩy lên rồi đó bà con ơi. Phạt đầu con, cái tay này đau hả anh Phúc? Hậu Giang xin lỗi, tại Hậu Giang nhiều khi nhưng mà anh phải dở lên mới được phải không? Chị Kiều ngồi phía nào để đút cho anh Phúc ăn vậy? Ngồi trên giạc. Ngồi trên giạc hay là trên ly quăng? Trên ly quăng á. Thôi. Bữa nay thằng sắc lắm nha bà con. Thằng sắc tốt lắm. Hồi hôm hả cô? Hôm bà cứ ra tiếng luôn nha. Sao cô hôm cô nói sao? Ta nói cái mụn nó gắt mà con Kiều nó xỉn rồi tao không có kêu nó không có nghe. Dạ. Cái bắt đầu tao mới ngồi tao cột
khâu cái mùng đó. Dạ. Khâu cái mùng mà tao chửi con chó. Thôi ơi. Trời ơi. Vui cười quá trời luôn rồi. Cái mùng gấp mà la con chó mà anh cười quá trời hả cô? Cái này anh vui lắm quý chú anh chị, mừng lắm bà con ơi. Cười quá. Bé heo đâu rồi? Bé heo đâu rồi con? Ngồi rồi làm tiếp hay gì? Bữa nay lợp hả chị? Dạ. Mấy giờ lợp? Chiều anh ta lợp. Đâu giờ chiều hả? Ừ. Móc hả? Tự ăn luôn cay. Ăn cay. Không đút nha. Quên bữa nay lấy đũa gấp rồi. Anh dĩnh nha. Anh chạy lên lấy đũa. Em ngồi mới được. Thì anh ngồi đi, ngồi. Em ngồi em mới dĩnh được. Rồi. Đâu phạt đậu con. Ê ê ê, đổ canh. Đó, bỏ vậy. Anh ngồi anh hay đẩy cái giò lên đó bà con. Hồi bữa nay bà con thấy không? Đây. Một cái kiểu tóc mới 2024. Bé heo phục vụ cho cậu Sáu cái kiểu tóc mới ăn Tết nha. Kìa. Ăn đũa một bữa đi. Hậu Giang Vịnh này cho không có gớp đâu mà Vịnh. Cái này lung lơ nè, cái ông cứ Vịnh ông kéo vô nè chị Kiều. Biết cái sợ không? Chưa đâu cô ơi. Trời bữa nay bất ngờ vậy, cây găng lung lơ lấy tay đẩy. Đẩy. Găng lung lơ mà bởi vì ăn đồ cứng không được phải rồi. Trời ơi, con heo làm đến đâu nè. Không mà bé heo cũng khéo nha. Cậu vậy là cũng khéo lắm chứ cậu bộ anh à. Á. Khéo à. Tối ngày giỡn làm này làm nọ cho sáu vậy đó. Nó chứ mình chăm sóc người bệnh á là cái tinh thần là cái quan trọng nhất nha chị Kiều. Đó. Ý. Nay từ đưa gấp đũa ăn này nha bà con. Ý sao không trúng gì chứ vậy? Cầm đũa mới gấp được, cầm đang qua cầm gì giống cái muỗng sao được. Ừ. Không gấp dữ lắm à. Đó đó sửa gấp kìa, thấy không? Đó. Ê ê ê ê ê. Gấp. Quên cái khăn đi. Không không. Ơi. Bữa nay anh khỏe lắm nha bà con thấy không? À, mặt tươi gói hả? Mặt tươi lắm mà bữa nay thằng sắc rất là có luôn quý cô chú anh chị, mừng thấy sợ luôn. Ở nhà ai cũng vui nữa. Nhà ai cũng lúc nào cũng tạo cho anh có một cái không gian một thoải mái hết, cười giỡn. Qua đây nè, qua chú Hồ Giang ngồi đây, chú Hồ Giang hỏi thăm chút coi. Qua đây. Ăn cắp của người ta thì đi về đó. Ngồi đó, ngồi ghế chú Hồ Giang kìa. Chú Hồ Giang hỏi kìa. Ngồi đây. Dạ. Sát vô cậu Sáu. Rồi chú Hồ Giang hỏi con nè. Dạ chú Hồ Giang kìa. Ai dạy con mà con thắt tóc cho cậu Sáu kiểu quá trời đẹp, quá trời modern vậy? Con tự buộc mà. Trời ơi. Thì nói trả lời đàng hoàng. Có ai chỉ không? Dạ không. Không ai chỉ mà sao con làm được hay quá vậy bé heo? Cột tóc ngắn, cột tóc dài được luôn. Ôi ôi giỏi dữ vậy. Ờ vậy là mai mốt khi nào cậu Sáu khỏe, cậu Sáu hết bệnh rồi á thì con sẽ trang điểm cho cậu Sáu, sửa soạn tóc cho cậu Sáu đi hát nha. Thì con... Con làm được không? Sáu hết bệnh, chừng nào Sáu tóc dài con buộc tiếp. À tóc dài buộc tiếp ha. Con buộc... Trang điểm cho Sáu đi hát luôn được không? Con buộc 8 chùm. Con biết trang điểm không? Cho Sáu đi học không? Ủa bữa nay ăn đũa tỉnh bơ luôn, bữa nay ăn ngon quá. Con cột gì lâu không bé heo? Biết gấp thịt chứ gấp gạo chưa? Con cột. Không xuống nữa thấy chưa? Đó. Không xuống ăn luôn á. Tuyệt vời lắm mà. Con cột nãy giờ rồi. Để xuống đi con, đừng cầm nó gạt đó con. Con cột nãy giờ. Ơi. Chú còn sớm kêu kìa con. Hả? Cho nó ăn chú. Ăn cơm, chú còn sớm ơi. Dạ con cho anh Phúc ăn cơm chú ơi, gần chút con qua thăm chú. Đây. Mặn lắm, ăn ít ít. Ê, ăn từ từ. Ăn rau đi, ăn. Chú còn sớm kêu gì kìa con, qua bản này con. Bích Tiền ơi. Bích Tiền ơi.
con đi qua bển phụ với em lấy cái gì kìa con. Hay là đi qua đây ngồi mà coi sáo này chạy bánh, em chạy bánh coi. Chị ơi, cái nhà bà con thấy bít bùng, bà con nói hầm lắm nhưng mà nữa có cắt cửa sổ phải không? Dạ có, tới 4 cửa sổ rồi. Dạ. Bên đây 2 cửa, bên hông 2 cửa. Bởi vì tại vì mới dừng con đó bà con ngày nữa mấy là phát cái cửa sổ. Bánh làm tiếp kìa. Đi bển chút đi con, đi bển chút đi gái. Đi bển coi phụ gì đó phụ đi con. Cây kèo là 3 cây kèo. Dạ. 3 cây. Dạ. Thì cũng có bà con gợi ý nói sao mà làm 3 cây kèo. Thì cái đó do thợ tính, thợ em nghĩ là thợ biết cái chuyện đó mà ha. Dạ. Với hồi đó giờ ở đây ở Việt Nam mình ai cắt cũng 3 cây không à. Dạ. Nhưng mà người ta chia cá. Chia có nghĩa là đúng rồi, nó không nghe tim á. Không nghe tim. Không là... tim. Cái gì đó, 64 à. Dạ, dạ. 64. Chia gá bà con không nghe chân khoảng giữa đâu bà con ơi. Nói chung á thì bà con gợi ý ở đây thì bà con cũng vì thương chị, thương anh Phúc. Dạ. Cho nên á bà con mới gợi ý, bà con thấy gì bà con gợi ý, nói chung á là Hậu Giang cũng thay mặt cho chị Kiều với anh Phúc cảm ơn bà con xa gần nhiều lắm. Dạ. Bà con cũng thương gia đình cho nên bà con mới đóng góp ý kiến như vậy. Rất là bổ ích. Ăn thịt không à, mặn lắm. Trời ơi. Vừa đúng ăn là đũa gấp lên. Phạt đâu con? Bữa nay tươi quá, mừng quá. Trời ơi, có cái sạc nữa là gì? Đâu cái nữa vậy? Nghe không có sạc nữa. Dừng lợp rồi còn cái nền để lót luôn hả chị? Dạ lót luôn, cái nền để lót luôn cát ha vô. Dạ còn bơm cát vô cái nữa. Dạ bơm cát vô nữa. Từ từ thôi ôi. Nói chung là giờ này cũng trưa rồi cho nên ảnh đói ảnh ăn ngon á bà con. Ăn li lị á kìa. Canh chua. Canh chua. Đổi món không gà ăn canh ngọt quá. Đúng rồi. Thấy mình ăn canh ngọt cũng ngán ngán. Đổi món đi cho lạ miệng ăn cho ngon. Em không biết nấu chứ em đổi món hoài. Trời ơi cơm không gấp cái này cái bông ông ơi. Cái gì ăn cái bông luôn hả? Cái bông. Cơm với thịt không gấp mà kè đũa ngay cái bông gấp hoài sao ăn. Kiếm bông nữa rồi. Hết kiếm còn bốn rồi kiếm cái bông. Cười. Trời ơi. Đang ghi hình đó. Bà con cười đó. Gấp lộn địa chỉ. Bà con cười đó. Kìa kìa gấp canh kìa gấp canh kìa. Đó. Ý. Trời. Rồi gấp qua cơm nghe. Làm gì tè lé chứ. Đó. Đó. Ý đút cho Hậu Giang đũa ai à, gấp qua cơm nè. Ta đưa vô luôn đi ở nếu mà mất công tốn tiền đò nữa đưa qua dĩa rồi phải gấp lên nữa đó. Hết rồi rửa cà gấp qua hết rồi. Ý đại hầu khum xuống ha. Đúng rồi anh gấp anh tự khum nha bà con. Mừng lắm. Hoặc đầu con. Má nó gì à? Chứ được 50 tuổi nó cũng găng hết đi. Thay găng rồi. Thay găng là còn lớn nữa đó. Cái này mới rụng găng sữa nha bà con. Trời ơi. Ăn hết cái đó rồi, bây giờ hết. Sao nè. Thay cái găng rồi phải đi trồng cái găng lại được mới được chứ để kiếm. Kiếm. Trời trời. Chứ... nghệ sĩ mà găng chống lỏng là khán giả cười chết luôn, hát là thấy súng găng là cười chết luôn á. Làm gì vậy con? À ghen hả con?
Kính gì nặng không chú Hồ Văn? Rồi chú Hồ Văn tiếp cho. Gìn rồi chưa? Gìn có chút heo chạy đi. Cái nào ấy đây hồi chú Hồ Văn qua chú Hồ Văn hỗ trợ tiếp cho con. Bé heo uống xì tin hả? Kè. Để xích ra, để xuống dưới, để cái này. Gấp càng đi, anh gấp càng đi, gấp càng trước đi. Kế đằng sau rồi mà. Sáng cho anh ăn gì chị Kiều? Sáng ăn hủ tiếu. Anh đi mua hủ tiếu. Ăn được nhiều không? Ăn ngon không? Dạ, ăn hết trơn 20 ngàn. Đồ con, ngon quá, mừng quá. Mua 20 ngàn. Lại biểu rồi bé heo. Mày bây giờ chú Hồ Văn hỏi thiệt con thì con cũng trả lời thiệt nè, chú Hồ Văn đang ghi hình mà con nói không thiệt á thì là khán giả bà con biết con nói không thiệt là cười con đó. Mà chú Hồ Văn 5 ngày chú Hồ Văn không có qua đây thì con với chế hai mà nói nhớ chú Hồ Văn là thiệt tình là có nhớ chú Hồ Văn không? Nhớ. Thiệt không? Con nhớ. Nhớ mà sao mà nhớ chú Hồ Văn? Chú Hồ Văn làm gì cho tụi con mà tụi con nhớ nè. Chú Hồ Văn. Sao? Chú Hồ Văn có thương con không? Dạ có. Có tốt với con không? Dạ có. Ừ? Dạ có. Nhớ thiệt luôn chứ không phải nhớ giả bộ phải không? Dạ. Rồi sao nhớ có điện thoại đó rồi sao không điện cho chú Hồ Văn? Con cho chú Hồ Văn nghỉ á. Trời ơi con cho chú Hồ Văn nghỉ á. Cưng không? Ấy là điện sợ làm phiền chú Hồ Văn để chú Hồ Văn nghỉ phải không? Cỡ 9-10 giờ rồi nó nhắc anh Hồ Văn á. Dạ. Xong cái em nó kêu điện thôi để cho chú Hồ Văn ngủ. Trời ơi tội nghiệp không? Bởi vì chú Hồ Văn nghỉ á. Chú Hồ Văn không có qua đây, chú Hồ Văn cũng nhớ chị em tụi con nữa. Nhưng mà tại vì công việc của chú Hồ Văn, chú Hồ Văn đi chia sẻ các nơi khác biết không? Dạ. Khi nào chú Hồ Văn là rảnh rồi chú Hồ Văn chạy qua liền à. Rồi có học cái bài chúc Tết gành chưa? Học gành ăn Tết chú Văn lì xì cho 5 ngàn nha. Dạ. Trời ơi, nghe Tết mới lì xì có 5 ngàn. Dạ nhẹ hửng. Dạ nghe yếu xìu. Chết luôn. Hy vọng Tết lì xì được cũng 10 ngàn chứ cũng đâu tệ đâu mà có 5 ngàn à. Rồi bà, bà cô hai cho cái đồ đựng tiền để cắt chưa? Mấy cái bóp á. Trời. Con cắt rồi hả? Vậy là bữa hổm bà cô hai ở Vĩnh Long xuống là cho con cái ví đựng tiền phải không? Dạ. Rồi thì cái gì không biết chứ chú Hậu Giang thì ít nhất là cũng được 50 ngàn. Chú Hậu Giang ơi, cái cặp của con 12 ngàn con không đựng đủ luôn. Nghe lì xì mà có 50 ngàn á là tù cảm xúc luôn rồi bà con ơi. Cảm xúc luôn. Nói cái bóp bà cô hai cho tới 12 ngàn lận. Chú Giang cho là gì sao mà nhét vô đủ 12. Cưng quá, bé heo ngoan quá. Cái bóp con ngàn. Bóp con ngàn hả? Chú Giang bước ra cái con. Bé heo, con đừng chịu lên, nó nảy luôn lên nè con. Nha con. Dạ. Có chửi không? Ồ, gần hết cơm rồi kìa. Bích Tiền ơi, con ra sao con lấy cái bình thủy với cái ly y một khi đi con. Rồi chú Hồ Văn khoa thuốc cho con Sáu uống luôn cái. Chị đi gái. À, con đem cái bình thủy đi kìa chú Hồ Văn, con gót nước chu ly cũng được nữa. Rồi con nhớ lấy cái muỗng nha con. Tại vì có chú Hồ Văn ở đây, chú Hồ Văn muốn pha cho cậu Sáu uống. Muốn chính tay Hồ Văn pha cho nghệ sĩ Ngân Phúc uống nha bà con. Uống bột đi, rồi chừng nào khỏe. Chừng nào khỏe rồi Hồ Văn đem qua cho một hộp viên lớn uống cho lâu. Hộp viên lớn là nó 600 viên bà con uống trên 2 tháng đó bà con. Hộp gì hả? Uống trên 2 tháng luôn hả? Trên 2 tháng, tại vì hộp viên nhỏ bà con uống được 1 tháng á. Ừ. Thì 240 viên à. Ừ. Nhưng mà nó là 2... Ủa? À, nó 260 viên. 260 viên là uống được 1 tháng đó. Còn cái hộp lớn là nó 600 viên. Ừ.
chị uống trên 2 tháng, nói chung là hộp lớn lời hơn được 80 viên đó. Vậy đó hả? Dạ. Hộp lớn lời hơn quá trời. Tại vì giống như công ty là ưu tiên cho cái hộp viên lớn á, chị biết không? Ồ, cái này cũng gành quá nè. Trời ơi, vậy là ok rồi. Cái muỗng bự đó con. Mà con cái muỗng chưa gành. Cái muỗng bự. con đi lấy muỗng bự cho chú Hồ Văn. Cái muỗng đó mình nhét vô trong cái hộp thuốc đó vừa không ta? Được chị. Ờ được, mình nhét lên một cây luôn đi. Không, phải cắt cái đầu muỗng bỏ bớt. Dạ. Trong hộp thuốc có muỗng chân mà sao chứ gì rồi, Hậu Giang đem qua bộ lỗi kỹ thuật cái gì bà con? Hộp nhỏ, hộp lớn, bột gì cũng có muỗng hết trơn á. Đặng bà con cái liều lượng bà con dễ. Bất từ hồi nãy hỏi là Hậu Giang bữa nay có qua không? Nói Hậu Giang có qua. Bất từ điện Hậu Giang qua cái cô đó, cổ đợi mà đặng cổ mua. Hậu Giang đem qua hai hộp đó, hai hộp viên nhỏ đó. Cổ đợi sáng tới giờ. Tư nghiệp cô. Cô bị nhức. Cô bị nhức tê á chị Kiều. Cô cũng bảy mấy 80 tuổi rồi. Cô mua viên nhỏ hay viên lớn? Dạ viên nhỏ. Rồi cô nói cô uống nó cải thiện rồi cô mua hộp viên lớn cô uống cho nó lời. Đây, đồ con hơi nhiều nước rồi ta. Viên lớn thì mình uống lời hơn. Thử coi. Ủa nãy thấy nước ít mà hồi hơi nhiều nữa, bữa nào pha nước cũng hơi nhiều hết trơn á. Còn gì đậu nữa mặt đi ta. Gấp nàng luôn, gấp nàng luôn à. Ấm ấm ngon quá anh Phúc ơi. Đắng quá. Anh Hậu Giang bữa nào pha cũng hấp miếng miếng gì cũng hết bệnh luôn. Không phải, ở nhà em ăn cơm lại uống viên rồi. Mà biết sao mình sợ anh Phúc anh nóng. Uống cái này tốt nè. Mà vậy đó thì cũng mỗi lần gì thử cũng ké được một chút đó bà con. Ké được chút. Đẹp da nữa chứ. Đẹp da. Đẹp da mà đang kỉnh bờ kinh gì nè. Bắt tivi nhỏ mấy con gái ơi. Nghe không? Tiền nghe. Bắt tivi nhỏ con. Để cho lớn cái chú Hồ Giang đang ghi hình ồn quá con. Bà con nghe không rõ. Ngon quá. Trời ơi, ăn gao. Ăn gao cho ăn gao. Ăn gao tốt. Đút nước chừng chừng nghe chị Kiều, phạt đâu có đổ. Đút đi chị Kiều ơi. Đúng rồi. Tại vì cơm có nước canh nước vô canh rồi anh gấp không có được. Đổ lắm. Dạ nước canh vô đằng ngọt. Đúng rồi, đút đi. Đó, để gấp nữa không rồi. Rồi gấp nữa kìa. Đó, để gấp nữa, gần gấp hoài đi. Tròn chị ơi, cưng lắm. Ý, đồ gấp kìa, đồ gấp á. Giật ra liền chứ. Đâu có cho gấp vậy được. Bây giờ sao nè, bây giờ anh phải nói chuyện lại được mới được. Giang nói dữ rồi, cười ra tiếng khơi hơi hơi luôn. Cười ra tiếng gì lắm hả? Ra tiếng lớn luôn. Cười ra tiếng là nói chuyện được. Cái tay. Rồi chắc vài ngày nữa chở đi nhổ răng này. Nhổ răng mới được, để ăn mới được. Bởi vì thấy tội nghiệp ha. Nói không được mà kè kè. Đồ gấp. Ôi. Nó trời ơi. Còn cái mạnh nó cái dẻo đó. Nè chấm chấm đằng nút nè nha. Đó đâu có gì đâu, đó. Cái bài này quen dữ lắm. Dạo dạo mà chấm không có gì hết trơn là đưa vô nút à. Tính gấp mà không có còn gì gấp hết trơn đó. Vớt được miếng nè. Vớt được miếng. Trời gấp muỗng ra kìa. Gấp muỗng qua bên kìa. Vô. Khỏe lắm rồi bà con ơi, mừng lắm. Dạ. Nắm gịch lại. Vậy đó hả? Ờ vậy là biết rồi. Bé heo làm bộ té hả cô? Rồi là y nắm cái quần bé heo lại hả? Nắm tay heo nó làm bộ nó té hoài, buông ra cười cười quá trời. Buông ra heo té luôn.
anh biết lắm rồi bà con ơi, mặc dù anh chưa nói chuyện được thôi chứ là nghệ sĩ Ngân Phúc là anh cảm nhận được hết với cô chú anh chị, cho nên anh vui là cười, mà nói chuyện gì mà nói chuyện gì buồn cảm xúc là anh khóc à, tội nghiệp lắm, chảy nước mắt bữa em hết hồn chứ. Dạ con mới lại chú Hằng Xóm ơi, bữa nay cái chân chú khỏe nhiều chưa chú? Trời ơi, tội nghiệp không? Rồi xong ten tèn tới uống thuốc à đợi, đâu tự xử cây ngồi rồi không ngồi rồi em thử rồi à, trước khi là cho anh uống là em test trước một cái à. Dạ cô trời ơi con thấy cô đi vậy con mừng quá à. Dạ nấu văn uống anh à. Ôi, nghệ sĩ Phúc bữa nay tự cầm ly uống rồi nghe bà con. Uống cho hết, uống cho hết. Dạ. Phân cử với khúc kia đó. Dạ. Rồi đi được nè. Mừng cho cô quá. Ôi, nghe nghệ sĩ Ngân Phúc bữa nay không cần uống uống nữa, nghe bà con cầm húp luôn rồi kìa. Ôi, mừng quá. Ý, gắn cố gắng lên. Trà dạ, nhâm nhi gõ luôn. Anh uống riết. Anh uống biết à, em đồ thì chắc không có còn thấy đắng nữa đâu. Con vợ anh uống, quen. Con vợ anh uống không có hành. Dạ. Vợ anh ăn. Dạ. Uống tự nhiên à. Phải như mình. Mà thuốc giặt được là tốt cô ơi, khi mà nó lưu dẫn vào cơ thể nó phải giặt nó ghim mình quể quải đồ. Con uống không có giặt, nó nói không có giặt. Dạ, cũng tùy theo cơ địa ha. Ừ. Phạt đầu con. Quá im rồi. Rồi, uống miếng này cho bớt đắng. Uống thuốc nước là đắng à. Dạ, viên thì uống nó tiện, viên thì mình khỏi có một pha nước nóng gì chân uống tiện. Mà gì mà đắng gì mà tốt đó. Dạ. Viên và bột cũng như nhau à cô. Tại vì á là viên cũng làm từ bột ra mà để cho bà con khó uống với cái bột. Ngon không? Ngon lành ha. Tươi kìa kìa. Rồi đi đi qua bên nhà với Hậu Giang nè. Đi hai đứa mình đi nè. Đi qua bên nhà coi nè, bên nhà. Bữa nay nó lung lơ đó trời. Dạ. Đi hôm nó nói chuyện quá trời, bữa nay mới biết. Không, nó nói chuyện gì lắm hả cô, cười hả? Nói chuyện cười, tới ổng ăn chứ không nghe luôn. Nó làm gì đó. Cười dữ gì sao? Nó cười không có giống mình. Dạ. Cười ra tiếng vậy là mừng rồi. Cười sao làm? Nè, lau đi. Lau bàn đi. Bị tao chửi con chó quá trời, chó đầu cái mùng đó. Dạ. Rồi, ăn là lau biết lau bàn đó nha bà con, đó. Dạ, đó, ăn là lau bàn sạch sẽ. Rồi đưa cái khăn cho chị Kiều giặt đi anh Phúc ơi. Trời, lau dữ gì ta. Kỹ dữ gì ta. Ê, còn gì trời. Bữa nay cái vườn phơi nắng hả chị? Dạ phơi nắng hả. Văn cái võng kia cho nó đi mẹ ơi. Văn võng đi, chưa văn võng đi, cái vườn bữa nay phơi nắng rồi. Ê! Ăn là biết lau bàn nghe bà con, mừng lắm nha bà con. Còn cái mụn cho nó mũi cắn tao muốn chết mà nó cười. Thôi là cười. Cười hết rồi lên đó. Nó mắc lại mũi cắn nó. Hả? Bữa nay tươi ha, thằng sắc dữ luôn ha chị Kiều. Ừ, tỉnh quẹo ha. Dạ. Gê, chừng nào anh lên hết tóc. À... Mai cũng không? Có, chưa biết nữa. Bữa nay em qua em đem tông đơ qua. Dạ. Mà nhiều khi nói đi cái quên đem đồ nghề nghe. Nhiều khi hứa không chắc ăn à. Thì bữa nào nhớ đem qua. Trời. Cái tay đó, cái tay phải phạt độ con, cái tay phải đau. Đau nhăn á. Để Hậu Giang để ra cho. Ý ý, đây gớt khăn chụp lại kìa. Trời ơi, chụp lại kìa. Rồi Hậu Giang sẽ qua ngôi nhà mới của nghệ sĩ Ngân Phúc nghe quý cô chú anh chị. Đi. Đi. Anh ăn cơm rồi, cái cho anh lên võng anh nằm anh ngủ một chút. Có cắn tao muốn chết rồi, mũi cắn mày á. Mũi cắn mày á. Em đi bển nghe chị Kiều. Dạ. Bữa nay buổi đầu giờ chiều á lật to này bà con ơi.
chỉ là nhà 3-4 cửa sổ nha quý cô chú anh chị, chứ không phải là không có nha bà con. Ai có tôn về rồi đây. Chú hàng xóm làm gì vậy chú hàng xóm? Ủa lên mình lên được sao? Dỗ quá vậy, cái chân vậy rồi chèo được không? Rồi ở phía sau này, phía sau này chừng nào mấy à? Chiều nay là lợp luôn không anh? Chiều nay lợp phía sau này luôn hả? Trời, thước dây đồ làm cũng giống thợ chuyên nghiệp quá ha. Đo dừng cái gì anh? Ê, cái miếng tôn đó ông thảy ra ngoài một chút được không ơi? Để đi qua lại ấy, dép cắn cắn ghê quá à. Tôn đó đó, ông đi qua đi lại kìa, cái chân ông á, biết không? Cái gì mà dài quá trời ha, thấy rộng ha. Thấy rộng lắm á bà con. Tội nghiệp chú hàng xóm bữa trước bị té vàng hư cái chân luôn bà con ơi. Nền nữa lót gạch luôn nha quý cô chú anh chị. Hai bên thì xây lên. Đó bà con thấy vậy chứ nhà rộng lắm. Đầu giờ chiều lọc hả anh chú còn sớm? Ờ nó sàn quá vậy. Mừng người bà con ơi, nghệ sĩ Ngân Phúc và chị Kiều. Tết nay Tết 2024 có ngôi nhà hoàn chỉnh để ăn Tết rồi bà con ơi. Hậu Giang cũng xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn quý cô chú anh chị bà con mình xa gần đã luôn chia sẻ và đồng hành cùng Hậu Giang với tôi. Hẹn gặp lại quý cô chú anh chị bà con ở video tiếp theo. Hậu Giang bye bye bà con mình. Bà con cho Hậu Giang một like ủng hộ Hậu Giang nha bà con.